Cá nhân mình thì mình đã biết qua thuốc lá điện tử và bóng cười. Tuy nhiên thì đây là những chất kích thích và nó không tốt cho sức khỏe của con người. Chính vì vậy thì mình không quá đánh giá cao về nó. Điện tử nó vẫn là một cái chất kích thích mà nó có thể dùng để thay thế thuốc lá, để giảm cái nguyên nhân bị ung thư. Và chỉ là thuốc lá điện tử thôi, còn bóng cười thì nó là một cái dạng mà nó gọi là rất là độc hại và chúng ta không nên dùng những cái đấy để có thể giải tỏa và để thỏa mãn bản thân. Quy News ngày hôm nay sẽ đưa học sinh chúng ta đến với câu chuyện cũ mà mới, đó chính là học sinh đang coi nhẹ những hệ lụy mà chất kích thích mang lại. Các bạn thân mến, những hệ lụy mà chất kích thích tạo ảo giác gây ra tưởng chừng đã rất cũ, nhưng chúng vẫn luôn âm ỉ diễn ra trong cuộc sống thường ngày của các bạn học sinh. Xã hội phát triển, các kênh thông tin ngày càng mở rộng khó kiểm soát. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến cho việc muốn thử, muốn trải nghiệm ngày càng phổ biến ở các bạn học sinh ngày nay. Các bạn đã bao giờ thử đồ ăn vặt ngoài cổng trường chưa? Mình chắc chắn là chưa bạn nào mà chưa thử cả. Vừa ngon này, vừa rẻ này, mà ăn mãi không thấy chán. Thế nhưng mà đấy là quá khứ rồi các bạn ạ. Bây giờ những cái món ăn vặt mà đã từng là niềm vui của các bạn trong những giờ ra chơi giờ lại là một mối nguy hiểm. Những món ăn vặt như thế này là một minh chứng cho việc ma túy mới đã xâm nhập vào học đường nhiều hình thức như thế nào. Chúng có thể là những tem thấm, những món ăn vặt ở ngoài cổng trường, những cốc trà sữa hoặc là những viên kẹo. Đã có ghi nhận những sự việc trộn cần sa và trà sữa đóng chai rồi đem bán cho học sinh. Cũng có những sự việc một số bạn học sinh mua ma túy ở trên mạng xã hội rồi đem bán cho các bạn cùng trường. Hoặc những cây thuốc lá điện tử được tẩm tinh dầu ma túy rồi được truyền tay nhau, các bạn góp tiền vào mua rồi truyền tay nhau hút. Hệ lụy ma túy mới để lại thì thật khôn lường. Nhiều bạn học sinh bị loạn thần, không thể kiểm soát được bản thân, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ triền miên cũng như ảo tưởng khi sử dụng ma túy mới dạng kẹo và những cây thuốc lá điện tử tẩm ma túy. Rất nhiều trường học có khẩu hiệu xây dựng trường an toàn. Tuy nhiên theo mình, chúng ta phải tự xây dựng cho mình những lá chắn giữa những sản phẩm độc hại. Không thể đợi người khác bảo vệ mình nữa các bạn ạ. Cũng không thể nào nghe theo những lời dụ dỗ, đồn đoán trên mạng mà thử những chất cấm như thế này. Phải thật tỉnh táo các bạn nhé. Nhìn thì nhỏ bé nhưng thực chất lại vô cùng tai hại. Điều đáng buồn hơn là nhiều người đang ngày càng coi nó là một thứ phụ kiện. Khi sử dụng thuốc lá điện tử thì chúng ta không phải châm lửa. Trong thuốc lá chứa một viên pin lithium nhỏ được tích hợp bên trong một mô đun có thể tùy biến sẽ cung cấp năng lượng cho bộ vòi phun. Thành phần này sẽ làm nóng nicotine hòa tan trong propylene glycol có thêm hương liệu và chất tạo màu. Đặc biệt trong thuốc lá điện tử có thành phần vitamin E, khi đốt cháy sẽ tạo nên thành phần độc gây tổn thương phổi. Trên báo Tuổi Trẻ ghi nhận thông tin, tại Việt Nam qua kiểm nghiệm cũng phát hiện trong dung dịch thuốc lá điện tử có chứa vitamin E. Vì vậy khi sử dụng lâu dài trong tương lai sẽ là mối nguy hại lớn cho sức khỏe cộng đồng. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng từng tiếp nhận trường hợp bệnh nhi 12 tuổi nhập viện trong tình trạng khó thở, chóng mặt, co giật, run tay chân sau khi hút thuốc lá điện tử tự mua trên mạng. Thuốc lá đa phần là nicotine, một chất gây nghiện cao. Đây là nguyên nhân dẫn đến các bệnh như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và ung thư. Khi chúng ta sử dụng quá liều sẽ dẫn đến ngộ độc. Vậy chúng ta không nên sử dụng thuốc lá điện tử, nếu không sẽ có rất nhiều tác hại về sức khỏe đến bản thân và cộng đồng. Ba mẹ hãy nghiêm cấm trẻ em cũng như là học sinh sử dụng nhé. Các anh chị 8X, 9X chắc hẳn không còn xa lạ gì với bóng cười, một loại chất kích thích gây nên ảo giác từng được sử dụng rộng rãi ở các nơi công cộng. Tưởng chừng như chúng đã biến mất, nhưng hiện nay chúng lại đang xâm nhập vào đời sống của các Gen Z gây ra những hậu quả khôn lường. Chắc hẳn các anh chị học sinh 8X, 9X không còn xa lạ gì với bóng cười đúng không ạ? Một thời gian khá dài bóng cười đã không xuất hiện. Tuy nhiên, dạo gần đây bóng cười đã xuất hiện trở lại. Bóng cười là một quả bóng được bơm đầy khí N2O. Loại khí này có vị ngọt. Khi hít vào sẽ có cảm giác kích thích. Các chuyên gia trên thế giới cảnh báo rằng việc hít loại khí này vào sẽ gây hệ lụy, ảnh hưởng đến tim mạch, hệ thần kinh, nghiêm trọng hơn nữa là có thể dẫn đến trầm cảm hoặc thiệt mạng. Nếu mà các bạn chưa biết thì mình sẽ cho các bạn xem cái tin này. Có một sự việc TikToker 3,7 triệu lượt follow.
Tức là có một sức ảnh hưởng rất là lớn đến giới trẻ nhưng mà đã sử dụng bóng cười vào những buổi livestream, sau đó phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc bóng cười. Cái phẫu cắt giữa đấy. Ngay cả khi ở trong viện, bạn ấy cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Như các bạn thấy đấy, TikToker này là một minh chứng cho hệ lụy của bóng cười. Chúng ta không nên chạy theo những ảo giác ngắn hạn để gây hại dài hạn cho bản thân các bạn ạ. Việc mù quáng nghe theo những lời đồn mà thử những chất cấm này sẽ đem đến cho mình rất nhiều nguy hiểm. Cũng trong một bản tin WeNews trước đây, mình từng nhớ rằng có một bạn học sinh đã nói chúng ta không nên đắm chìm vào những khoái cảm ảo giác mà để rồi phải đối mặt với những hệ lụy khôn lường sau này. Đó chính là thông điệp mà mình muốn gửi đến với những bạn học sinh nào còn đang có tâm lý muốn thử những loại chất kích thích nguy hiểm. Các bạn nghĩ sao về chủ đề lần này? Hãy cho chúng mình biết thêm ở phần comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!